Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào cái thuật ngữ cuối cùng, đó là hypothyroidism, tình trạng suy giáp. Thì cái tình trạng suy giáp mà nó xuất hiện ở những bệnh nhân trưởng thành á, thì chúng ta gọi nó một cái thuật ngữ khác, đó là mesenchyma, tình trạng phù nêm. Thì tại sao lại gọi như vậy? Thì chúng ta đi vào cái chi tiết. Đây là hình ảnh của hai bệnh nhân bị suy giáp và xuất hiện tình trạng mesenchyma. Phù nêm xuất hiện, đặc biệt chúng ta phải chú ý đó là ở mặt và quanh hố mắt. Thì mesenchyma là cái triệu chứng thực thể đặc trưng của những bệnh nhân mà suy giáp trầm trọng hoặc là suy giáp kéo dài. Nó là kết quả của sự rối loạn các thành phần của cái lớp hạ bì và cái mô khác trong cơ thể. Và cái sợi mà mô liên kết nó bị tách ra bởi một số lượng lớn cái protein cũng như là mucopolysaccharide. Thì cái phức hợp này nó gắn với nước, nó làm cho xuất hiện tình trạng phù, ướt và ấn không lõm, đặc biệt là ở quanh quanh mắt mình á, và hai tay hai chân cũng như là cái trên hố thượng đoạn là hai bên, và cái niêm mạc lưỡi, cái niêm mạc hầu hầu thanh quản và hầu họng ta nó bị dày lên. Cho nên khi mà những bệnh nhân này khi nói chuyện ra cái giọng nó dày, nó khàn và chậm. Và đây là hình ảnh của khô da của những bệnh nhân này, khô nè, lưỡi dày nè, tình trạng sẽ biết mà là phù nghiêm phù ở mặt nè, và cũng như là quanh cái hố mắt. Như vậy thì nếu ở cường giáp và nhiễm độc giáp có tình trạng cương bảo giáp là siêu cấp cứu, thì đối với suy giáp sẽ có cái tình trạng là mesenchyma coma, là cái tình trạng hôn mê do suy giáp mất bù, hay dịch sát nghĩa của nó là hôn mê do phù nêm. Đó, thì nó là cái tình trạng đe dọa đến tính mạng ở những bệnh nhân mà có tình trạng suy giáp nặng, và nó thường xảy ra vào các tháng mà lạnh ở những phụ nữ lớn tuổi mà không được chẩn đoán, không điều trị cũng như là điều trị không liên tục cái bệnh lý suy giáp. Đó, và cái tỷ lệ tử vong của cái tình trạng này nó dao động từ 30 đến 60% tùy thuộc vào cái mức độ hôn mê của bệnh nhân. Vì đối với những bệnh nhân này thì chúng ta sẽ thấy được hình ảnh trên lâm sàng qua năm chữ H. H đầu tiên là hypothermia, là cái tình trạng giảm thân nhiệt của bệnh nhân, giảm thân nhiệt nhưng mà không có rung. Cái chữ H thứ hai đó là hypoventilation, tức nghĩa là giảm thông khí. Và cái chữ H thứ ba đó là hypotension, giảm huyết áp, hạ huyết áp. Chữ H thứ tư đó là hypoglycemia, giảm hạ đường huyết. Và chữ H cuối cùng đó là hyper lactic, tức nghĩa là tình trạng nhiễm nhiễm toan lactic, nhiễm axit lactic máu của bệnh nhân. Thì đối với những bệnh nhân này là cần phải được nằm và điều trị ở ICU, và cái thuốc đó là sử dụng thuốc đó là hydrocortisone 100 mg tim mạch và levothyroxine T4 á, 4 mg trên kg truyền mạch chậm. Hoặc nếu mà cái triệu chứng nó quá trời rầm rộ, quá trời nặng á, thì chúng ta có thể dùng thêm T3 20 mg đó tim mạch. Và cần khi mà sử dụng T3 cần lưu ý với những bệnh nhân có bệnh lý về tim mạch á, thì chúng ta phải giảm phân nửa liều đó, để phòng các nguy cơ như là rối loạn nhịp tim cũng như là nhồi máu cơ tim. Thì chúng ta sẽ soạn lại cái phần suy giáp này theo ABC. Thì A là etiology, thì ba nguyên nhân phổ biến nhất đó là thiếu iốt, thứ hai đó là cho bệnh tự miễn, và cái bệnh này là viêm giáp Hashimoto, và cái thứ ba đó là nguyên nhân là do thầy thuốc, tức nghĩa là sau điều trị cường giáp thì dẫn đến suy giáp. B đó là pathogenesis, là cái bản chất tổn thương của cái bệnh lý này đó là do thiếu, hoặc là do thiếu cái T3 T4 trong máu. Và C là pathophysiology, là sinh lý bệnh là do cái sự thiếu cái T3 T4 trong máu này đó, cho nên là nó mất hoặc nó giảm cái sự hoạt động mà sự cũng như là cái sự kích thích của T3 T4 hàng ngày, sinh lý hàng ngày đối với cơ thể, và nó biểu hiện ra thành các cái triệu chứng cơ năng cũng như là triệu chứng thực thể mà chúng ta sẽ được liệt kê ở phần tiếp theo. Và theo sinh lý bệnh thì chúng ta sẽ chia cái nguyên nhân dẫn đến suy giáp thành hai nhóm, đó là nhóm nguyên phát và nhóm thứ phát. Nhóm nguyên phát là chiếm 99%, tức nghĩa là do cái tuyến giáp, bản thân của cái giáp nó bị bệnh. Còn do thứ phát hay còn gọi là do trung ương, và do suy cái tuyến nghiêng hoặc là suy vùng hạ rồi, thì chúng ta sẽ phân tích cái nguyên nhân suy giáp nguyên phát ở nếu đối với người lớn
đối với người trưởng thành, đó là do thứ nhất là do tự miễn, đó là bệnh viêm giáp Hashimoto, và thứ hai là do thầy thuốc là làm mất đi một phần của mô tuyến giáp sau điều trị phẫu thuật hoặc ion phóng xạ đối với những bệnh nhân bị hyperthyroidism, nghĩa là cường giáp, hoặc là sau một cái đợt xạ trị ở vùng đầu hoặc cổ hoặc là do thuốc. Và nguyên nhân thứ ba ở xảy ra thường gặp ở người lớn đó là thiếu iốt địa phương. Còn đối với những trẻ sơ sinh và trẻ 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 em á, thì xuất hiện cái tình trạng suy giáp là do cái khiếm khuyết bẩm sinh. Còn cái suy giáp mà do cái nguyên nhân thứ phát là nguyên nhân hay gọi là nguyên nhân trung ương đó, là thường liên quan đến tuyến yên, là do suy tuyến yên hoặc u tuyến yên, hoặc là rối loạn chức năng của cái vùng hạ đồi. Ngoài ra thì có thể là do chấn thương sọ não, tụ máu khoang dưới nhện, hoặc liên quan đến cái việc nhồi máu tuyến yên. Thì nguyên nhân thứ thứ phát này á, nó phổ biến, cho nên chúng ta chỉ cần quan tâm đến cái nguyên phát thôi. Thì đây là cái ba cái bảng mà nói liệt kê đầy đủ tất cả các nguyên nhân dẫn đến suy giáp, nhưng chúng ta trong phòng gym này chúng ta sẽ liệt kê, chúng ta sẽ bàn về những nguyên nhân thường gặp của suy giáp. Thì chính vì thiếu cái T3 T4 trong máu cho nên nó sẽ biểu hiện ra các cái triệu chứng cơ năng và chứng thực thể như sau. Về mặt triệu chứng cơ năng, bệnh nhân khai với cái chúng ta đó là mệt mỏi, cảm thấy mệt mỏi, uể oải, không, da khô nè, sợ lạnh nè, tóc dễ rụng, rồi không tập trung được, đó, và trí nhớ kém, táo bón và tăng cân mặc dù ăn chế độ ăn bình thường, khó thở và giọng nói khàn nè, và rong kinh, đặc biệt và có thể là có thể là thiểu kinh hoặc bị rong kinh đó, là sau cái triệu chứng là thiểu kinh và vô kinh. Và cuối cùng đó là dị cảm mà sự giảm thính lực. Còn triệu chứng thực thể á, là nhịp tim chậm nè, tay chân đầu sưng húp lên, phù ngoại biên, nó giảm phản xạ, xuất hiện hội chứng ống cổ tay và tràn dịch các khoang tự nhiên, đặc biệt là khoang màng phổi và khoang màng tim. Thì chúng ta sẽ phân tích các nguyên nhân dẫn đến suy giáp. Thì đầu tiên đó là viêm giáp Hashimoto, hay còn gọi cái tên khác đó là viêm giáp thể lympho mãn tính. Đây là cái tình trạng gặp thường gặp ở Mỹ, và đó là một cái bệnh lý về tự miễn, không, là nó dẫn đến cái kết quả là viêm tiến triển, và sự viêm này đó nó phá hủy dần dần cái mô tuyến giáp bởi cái sự xâm nhập của tế bào lympho tự động và sự lưu thông của các kháng thể kháng tuyến giáp mà chúng là anti TBO và anti TTG. Và cái bệnh lý này nó có thể liên quan đến cái yếu tố di truyền cũng như là các cái bệnh tự miễn khác. Đây là hình ảnh của viêm tuyến giáp Hashimoto. Tiếp theo đó là viêm tuyến giáp bán cấp. Viêm tuyến giáp bán cấp là một trong những cái hình ảnh của cái bệnh lý mà về chức năng tuyến giáp mà nó tự hồi phục. Thì nó thường xuất hiện sau một cái đợt cảm cúm, ví dụ như là nhiễm trùng, bị nhiễm virus, và giai đoạn đầu á, là nó thường là cường giáp và giai đoạn sau nó là suy giáp. Thì ở những bệnh nhân này á, thì chúng ta sẽ thấy được là tốc độ lắng của hồng cầu á, nó tăng, đau cái quai hàm, và đặc biệt là khi ấn vào cái tuyến giáp này nó rất là đau, và có thể vì cái triệu chứng của nó có thể kéo dài từ 2 đến 4 tháng, và chúng ta có thể dùng kháng viêm non-steroid hoặc là steroid để điều trị cái triệu chứng nó. Và đây là hình ảnh của viêm tuyến giáp bán cấp, đặc biệt của nó là ấn vào rất đau. Và tại sao thì giai đoạn đầu nó là cường giáp và giai đoạn sau nó là suy giáp? Giai đoạn đầu thì lượng lớn hormone
nó của tuyến giáp nó giải phóng vào máu, nhưng giai đoạn sau do cái mô bị viêm nè, nó do cái sự viêm nó lấp lại, nó lấp tuyến giáp lại, nó không, mặc dù sản xuất ra hormone nhưng mà không được giải phóng vào máu, thì lúc sau nó biểu hiện là suy giáp. Và cái nguyên nhân tiếp theo đó là suy giáp, viêm giáp sau sau sinh, thì đây là một cái nó khởi phát sau 1 năm người phụ nữ đẻ, và có thể là cường giáp thoáng qua, suy giáp thoáng qua, hoặc lúc đầu là cường giáp lúc sau suy giáp. Thì đối với những trường hợp này là 95% là tự khỏi. Và một cái thể đặc biệt nó là suy giáp đối với trẻ sơ sinh, là gọi là tình trạng là suy giáp bẩm sinh đó, là cái tình trạng mà suy giáp nó ở những đứa trẻ sơ sinh trầm trọng là do liên quan đến cái kháng thể, là do cái tình trạng mà suy giáp nó liên quan đến cái kháng thể của người mẹ cũng như là các rối loạn gen. Mà ở những đứa đứa bé này chúng ta có thể thấy được cái hình ảnh đó, nó là cái bụng tròn bè xanh ướt luôn, da nó xanh ướt và cái mặt nó sưng húp với cái rốn ròi nè, lưỡi nó lè ra nè, và giảm phát triển về não của nó. Đây là hình ảnh suy giáp bẩm sinh. Cuối cùng đó là viêm tuyến giáp mô sợi. Thì viêm tuyến giáp mô sợi đó là cái tuyến giáp, cái tế bào mô tuyến giáp nó bị thay thế bởi các mô sợi và có sự xâm nhập của quá trình viêm vào, thì sự xơ hóa có thể lan tỏa sang các mô xung quanh như là khí quản hay là thực quản, thì nó giống như hình ảnh của ung thư carcinoma. Nó cũng được xem là một cái bệnh lý hệ thống liên quan đến IgG4. Và khi ở những bệnh nhân này, khi mà sờ vào tuyến giáp, thứ nhất là sờ vào nó không đau, nó rất là chắc và cứng, được so sánh như là cứng như đá vậy đó, nó không di động. Đây là hình ảnh và đây là sơ đồ để chẩn đoán suy giáp, chúng ta có thể tham khảo. Và cái điều trị của suy giáp đó là điều trị bổ sung đối với những người khỏe trẻ, thì ta bổ sung bằng là levo tyrosine, là từ liều là 100 microgram trên 24 giờ qua đường uống và test lại sau 12 tuần. Còn đối với những người già có bệnh lý về thiếu máu cơ tim, thì cái liều khởi đầu của nó là 25 microgram trên 24 giờ và tăng liều mỗi 4 tuần lên, và tăng liều lên 25 mg mỗi trên mỗi 4 tuần. Và chúng ta phải chú ý đối với những bệnh nhân này về những cơn đau thắt ngực cũng như là nhồi máu cơ tim. Và hai cái dạng về bệnh lý tuyến giáp mà nó không biểu hiện lâm sàng đó là suy giáp không biểu hiện, không có các triệu chứng, hay dịch sát nghĩa của nó là suy giáp dưới lâm sàng, là cái tình trạng mà TSH tăng nhưng mà nồng độ T3 T4 thì bình thường. Tình trạng tiếp theo đó là cường giáp không biểu hiện lâm sàng hay là cường giáp dưới lâm sàng, thì nó xảy ra khi mà TSH giảm và nồng độ T3 T4 bình thường. Thì đây là trước mắt chúng ta là một cái bảng gồm hai cột, một cột là sự thay đổi của hormone, một cột là cái chẩn đoán xác định tương ứng. Vậy thì cái bảng này chúng ta sẽ học thuộc được nhưng mà sẽ quên. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ học T3, T4, TSH như thế nào? Vì bản chất của nó là hoạt động theo cơ chế feedback, cho nên T3, T4 thấp thì TSH phải cao, thì lúc này nó liên quan đến suy giáp. Còn T3, T4 mà cao thì TSH phải thấp, nó liên quan đến cường giáp. Còn nếu mà TSH cao và T3, T4 cũng cao luôn thì có một cái u nào đó nằm vòng vòng trong cơ thể, nó nằm ngoài tuyến giáp, nó gọi nó tự tiết ra T3 T4 luôn và nó nằm ngoài cái cơ chế feedback. Còn nếu TSH thấp và T3 T4 cũng thấp luôn thì sao? Thì lúc này có một sự tồi tệ chung trong cơ thể mà chúng ta có thể thấy là sự nhiễm phóng xạ nè, sự đầu độc nè, một cái sự đầu độc nào đó hoặc liên quan đến cái tình trạng suy tuyến nghiêng hoặc là suy cái vùng hạ đồi, rối loạn chức năng vùng hạ đồi. Và như vậy thì qua cái bài ngày hôm nay, chúng ta chỉ cần bỏ túi được
năm điều thôi. Thứ nhất, bệnh lý của tuyến giáp là bệnh nội tiết. Cái thứ hai, goiter là sự to lên, sự bự lên giả tạo vì bên trong nó không hề có hyperplasia, cũng không hề có hypertrophy tế bào tuyến giáp, trophy tế bào tuyến giáp. Và thứ ba đó là basodo là nguyên nhân thường gặp nhất của cường giáp, chứ không phải cường giáp gọi là basodo. Và điều trị basodo hay là bệnh Graver thì bản chất nó là tự miễn, cho nên chúng ta phải dùng thuốc kháng giáp. Còn phẫu thuật chỉ có ý nghĩa khi mà cái goiter trong bệnh lý basodo nó quá bự, nó chèn ép vào các cơ quan xung quanh, và cũng như là nó chỉ mang lại tính thẩm mỹ, sự tự tin cho bệnh nhân thôi, nó chứ không có giúp ích gì trong quá trình điều trị basodo hay là bệnh Graves. Và lòi mắt và phù niêm trước xương chày chỉ gặp trong bệnh lý basodo thôi, hay gọi là bệnh Graves. Và thứ năm, viêm giáp Hashimoto là nguyên nhân thường gặp nhất ở bệnh lý suy tuyến giáp. Và như vậy thì cái bài ngày hôm nay được soạn và được tham khảo từ 12 cuốn textbook như trên màn hình và 8 cái trang web như sau. Và cuối cùng thì cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe.